Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2019, khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt trên 5,7 triệu lượt, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 80,6% kế hoạch năm 2019. Riêng trong tháng 10 năm 2019, khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt 480.000 lượt, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 39.000 lượt, tăng 11,4%. Khách qua lưu trú ước đạt 355.000 lượt, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018. Để tiếp tục thu hút du khách, hiện cơ quan chức năng đang chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh, tổ chức các sự kiện, chương trình khuyến mại, thu hút khách du lịch đến Đà Lạt, Lâm Đồng, đặc biệt trong dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019.